Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Văn Vĩnh Toàn, nhân viên quản lý sảnh, quản lý dịch vụ và quản lý tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ. Mặc dù tôi mới chỉ được gắn bó với ngôi nhà chung PMC được hơn 1 năm, môi trường làm việc có rất nhiều sự mới lạ bất ngờ, nhưng với sự giúp đỡ tận tình chỉ bảo của các cô chú, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã có nhiều năm làm việc tại công ty, tôi đã tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm giúp ích cho công việc rèn luyện và phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc. Tuy có đôi lúc tôi chưa hoàn thành tốt công việc như mong muốn, nhưng nhờ tham gia vào các chương trình đào tạo nghiệp vụ và chuyên môn do công ty tổ chức, tôi đã cải thiện được chất lượng làm việc của bản thân một cách tích cực và hiệu quả. Năm cũ sắp qua, thời gian không bao lâu nữa chúng ta sẽ lại được đón một năm mới. Trong năm mới 2017, tôi rất mong vẫn được gắn bó với các cô chú, anh chị trong công ty, và tôi cũng mong PMC sẽ cho tôi những cơ hội trải nghiệm du học, bồi dưỡng khả năng để tôi có thể cống hiến giúp mình đạt được những thành tích tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phát triển và uy tín của công ty. Cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể các cô chú, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp có một năm mới vui vẻ, thành công, gặp nhiều may mắn và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Chúc cho mọi người luôn luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc. Ngôi nhà BMC của chúng ta có một năm mới thắng lợi đại thành công.